Thưa quý vị, vừa qua tại câu lạc bộ bơi lặn Nguyễn Tri Phương, Ủy ban Nhân dân quận 10 đã tổ chức Ngày Olympic Trẻ Em và phát động tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước năm 2024. Chương trình tổ chức nhằm mục đích trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước trong trẻ em và cộng đồng, tuyên truyền lợi ích tác dụng tập luyện môn bơi, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể, gia đình, nhà trường và toàn thể xã hội trong việc phát triển phong trào dạy bơi, học bơi, góp phần giảm tai nạn đuối nước. Với mong muốn thúc đẩy, hỗ trợ, cổ vũ để mỗi người dân quận 10, đặc biệt là các em nhỏ, bạn nào cũng biết bơi, bạn nào được an toàn trong môi trường nước, để qua đó giúp cho các con không chỉ an toàn mà còn phát triển thể lực, tầm vóc. Nhằm tạo động lực và phát triển phong trào, đồng thời cho các em có những ngày hè thật vui và bổ ích, Ban chỉ đạo hè quận 10 trao tặng 100 suất học bơi miễn phí cho 100 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tặng 2.300 vé bơi miễn phí cho trẻ em trên địa bàn quận, hỗ trợ chương trình phổ cập bơi hè cho 300 em thiếu nhi trị giá gần 294 triệu đồng.